Chào các bạn, thì đối với động tác handstand thì hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một bài tập, một cái skill đơn giản hơn động tác handstand để chúng ta tập luyện là bổ trợ. Đầu tiên, nếu như mà các bạn muốn tập handstand thì cái bài tập này và cái skill này nó chính là động tác forestand. Forestand đây là tư thế giữa hai tay thăng bằng. Tại sao chúng ta cần phải tập bài này đầu tiên trong cái quá trình mà chúng ta muốn tập handstand? Đó là khi mà chúng ta ở tư thế bình thường và chúng ta chuyển sang handstand là tư thế đứng hai tay, đúng không? Là chúng ta phải tập làm quen với cái trạng thái thăng bằng bằng hai tay. Và trạng thái thăng bằng bằng hai tay khi mà chúng ta bổ trợ thì dễ nhất đó chính là động tác forestand này. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta giữ thăng bằng, trọng tâm cơ thể của chúng ta ở vị trí thấp thì chúng ta sẽ dễ giữ thăng bằng hơn. Nếu như động tác handstand thì cái trọng tâm của chúng ta ở vị trí trên cao như này thì nó sẽ khó hơn. Thì với động tác đầu tiên, vị trí trọng tâm càng thấp thì chúng ta càng phải tập luyện nhiều để chúng ta quen với động tác thăng bằng. Thì bài tập này chúng ta thực hiện như thế nào? Khá là dễ thôi. Đầu tiên, và chúng ta vẫn đặt tay giống tư thế để chúng ta tập luyện động tác handstand. Đó là hai tay chúng ta đặt rộng và hơn vai một chút xíu, hoặc bằng vai hoặc hơn vai một chút xíu thôi. Ngón tay và lòng bàn tay chúng ta vẫn thực hiện là hướng về phía trước. Chúng ta đặt tay ở trên cái tấm mặt phẳng cứng thì sẽ dễ hơn. Nếu chúng ta đặt ở dưới tấm đệm êm thì nó sẽ khó giữ hơn một chút xíu. Thì chúng ta tập luyện ở trên mặt phẳng cứng này, vẫn sử dụng cái lực siết là siết ngón tay chúng ta như thế này, kéo lại để chúng ta bám chặt dưới đất hai tay. Thực hiện động tác ngồi hai chân của chúng ta này, chúng ta cũng tách rộng ra hai tay bằng hai tay, và chúng ta cách chân cách tay chúng ta khoảng tầm một gang tay thôi, cách khoảng tầm một gang tay, để làm sao khi mà chúng ta thực hiện sau chúng ta với về trước này nó sẽ dễ hơn. Chúng ta sẽ chống hai tay hơi gập khuỷu tay xuống một chút xíu, sau đó chúng ta sẽ đưa cái đầu gối chúng ta về phía trước như thế này, và cái phần đùi mà phía đùi và phần ống đầu của chúng ta sẽ tì trên phần bắp tay. Chúng ta sẽ thực hiện khi mà cái phần này chúng ta không có mồ hôi thì chúng ta sẽ dễ giữ, còn nếu mà chúng ta không mồ hôi hoặc là chúng ta thực hiện với cái mặc quần dài ấy, thì nó sẽ dễ bị trơn tuột xuống dưới này, nó sẽ bị trơn tuột xuống dưới như này. Thì chúng ta thực hiện với tư thế là chúng ta mặc quần đùi và bị khô thì nó sẽ dễ giữ hơn, bởi vì cái ma sát nó tì vào đây. Thì chúng ta sẽ đặt lên phần cổ tay như này, đặt lên phần cánh tay như thế này để chúng ta giữ. Đây, chúng ta đặt xuống này, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đặt vào hai cái phần chân chúng ta như này, sau đó chúng ta sẽ nhổ người cao lên chút xíu. Mới đầu thì chúng ta sẽ hạ thấp mông một chút xíu như này, sau đó chúng ta sẽ hơi nhổ người cao lên, đổ người về phía trước. Khi mà đổ người phía trước thì cái hai tay chúng ta, hai cánh tay chúng ta nó giống như là hai cái cột, nó giống như hai cái cột này. Chúng ta sẽ tự nó sẽ bênh cái chân chúng ta lên để chúng ta giữ thăng bằng. Chúng ta không cần phải nhảy lên, mà chúng ta càng cố nhảy lên thì cũng càng không giữ được, bởi vì nó liên quan đến thăng bằng. Chúng ta chỉ cần đổ người về phía trước thì cái phần đầu và phần người của mình ở phía trên này nó sẽ kéo cái trọng tâm chúng ta cực về phía trước như này, nó sẽ cân bằng trọng lượng so với phía sau phía mông mình, thì nó sẽ tự khắc thăng bằng. Mà khi tự khắc thăng bằng thì cái chân chúng ta sẽ tự nhấc lên thôi. Chúng ta cứ nhấc một chân lên, còn chân bên này chúng ta sẽ nhún và chúng ta sẽ chạm dưới đất này. Các bạn nhấc chân trái và chân phải đều được, các bạn sẽ nhấc một chân lên, sau đó cái chân này chúng ta sẽ hơi tiếp đất để chúng ta cảm nhận thăng bằng. Đấy, chúng ta cứ đổ người phía trước này. Vai nhé, các bạn lưu ý này, vai chúng ta đừng bị kéo và rụt lên phần cổ này. Chúng ta sẽ phải đẩy người dưới lên và sau đó thăng bằng, tự thăng bằng chúng ta sẽ giữ. Đấy, mới đầu thì chúng ta sẽ kém giữ hơn do cái lực bàn tay chúng ta yếu, thì chúng ta sẽ phải tập nhiều. Chúng ta sẽ dành khoảng tầm 5 cho đến 10 phút, ít nhất 5-10 phút mỗi ngày. 10 phút thì càng tốt. Chúng ta tập, hoặc là chúng ta tập bất cứ cái lúc nào mà chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta có thể tập để bổ trợ. Đổ người phía trước và chúng ta sẽ dùng ngón tay, bàn tay chúng ta tập luyện này, siết này, siết để chúng ta tập cho phần cẳng tay chúng ta khỏe hơn và cái độ bám trên tay giữa đất chúng ta tốt hơn, để chúng ta tập luyện thăng bằng. Cứ thế giữ thôi. Hít thở, mới đầu tập thì có thể là các bạn sẽ phải nín thở, bởi vì bạn chưa quen thì các bạn sẽ nín thở. Sau đó các bạn sẽ tập thở dần, hít thở đều và chúng ta dùng tay chúng ta giữ thăng bằng. Mục tiêu đối với động tác này là chúng ta giữ phải tối thiểu khoảng tầm 60 giây, 1 phút trở lên, để chúng ta quen với cái khả năng thăng bằng và tập cho cái phần lực bám của bàn tay chúng ta tốt hơn, cẳng tay chúng ta khỏe hơn. Thì nó sẽ sau này khi mà bạn giữ được tốt động tác này thì sau này các bạn nâng dần cái trọng tâm cao lên để bạn giữ handstand thì tập luyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Nếu như các bạn ăn đứt giai đoạn, trọng tâm các bạn tập luyện không thăng bằng không tốt ở vị trí thấp như này thì sau này tập handstand rất là khó. Thì đây là cái skill đầu tiên để chúng ta làm quen với cái việc thăng bằng. Các bạn không phải giữ nhiều mất nhiều sức, bởi vì cái phần thân dưới các bạn đã tì lên tay rồi, thì các bạn có thể chỉ tập trung vào thăng bằng thôi. Thì các bạn cần phải tập nhiều nhé, thì nó sẽ giúp cho bạn tập handstand hiệu quả hơn.